Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tin tức 16 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 3 tại xã Trà Nam, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện quốc gia. Công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My có tổng mức đầu tư hơn 355 tỷ đồng do 7 nhà đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Nam Trà My góp vốn. Phần đường dây 110 kV có tổng chiều dài hơn 44 km với 113 vị trí trụ điểm đầu tại trạm 110 kV Trà Gion, huyện Nam Trà My, điểm cuối tại TBA 220 kV sông Chanh 2, huyện Bắc Trà My. Việc công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp thay thế đường dây 35 kV và giải quyết được cơ bản vấn đề sự cố mất điện thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My, nhất là vào mùa mưa, trời dông, lốc sét. Cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, xác định đối tượng vi phạm và hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án phá rừng tại huyện Công Chờ Ro, tỉnh Gia Lai. Vụ phá rừng tại tiểu khu 792 thuộc lâm phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Công Hờ Ré, huyện Công Chờ Ro, tỉnh Gia Lai. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, công ty này phát hiện 125 cây gỗ bị khai thác trái phép tại khoảnh 7, khoảnh 10, tiểu khu 792 thuộc địa giới hành chính xã Sơ Ró, huyện Công Chờ Ro. Qua kiểm đếm thực tế tại hiện trường, có 149 cây gỗ gồm các chủng loại bằng lăng, cam xe, xương cá bị cưa hạ trái phép. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại là hơn 32 mét khối. Phần lớn gỗ đã được tẩu tán, chỉ còn lại bìa gỗ, cành. Đến thời điểm này, thì cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai bước đầu đã xác định được đối tượng vi phạm là người tại địa phương, việc cưa hại cây để lấy gỗ làm nhà. Số gỗ tăng vật mà các đối tượng mang về nhà cũng đã được xác định. Tuy nhiên, để trong vụ việc này, chủ rừng đã buông lỏng quản lý, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời, khiến rừng bị xâm hại nặng nề trong thời gian dài. Thưa quý vị, sau gần một tháng nhập ngũ, giờ đây các tân binh đã từng bước thích nghi và hòa nhập với môi trường quân ngũ, ghi nhận tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định. Năm 2023, tiểu đoàn huấn luyện cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 190 chiến sĩ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Bình Định, Phú Yên và Hải đoàn 48 thuộc Bộ Tư lệnh Biên phòng. Ngay khi các tân binh về đến đơn vị, chỉ huy tiểu đoàn đã tổ chức sắp xếp nơi ở, hướng dẫn gấp xếp nội vụ, vệ sinh, hướng dẫn nơi ăn ở, sinh hoạt, thông tin cho các chiến sĩ mới về truyền thống đơn vị. Trước khi nhập ngũ, tôi sống bên gia đình, anh chị em, bạn bè thì có tính ỷ lại, chưa tự lập. Mọi sinh hoạt cá nhân từ ăn uống ngủ nghỉ thì chưa khoa học. Cho đến khi vào đơn vị thì được các anh cán bộ rèn luyện và thực hiện theo đúng giờ giấc. Lúc đầu tuy còn gò bó nhưng nay đã quen với thực hiện được nếp sống mới ở đây. Sau gần một tháng kiên trì uốn nắn, hướng dẫn, giờ đây các chiến sĩ mới đã nhanh chóng quen dần với môi trường quân ngũ. Các tân binh luôn được chỉ huy các cấp quan tâm, tạo điều kiện động viên, giúp đỡ trong tình yêu thương của đồng đội, đồng chí. Đảng ủy ban chỉ huy tiểu đoàn đã chỉ đạo các đại đội là ngay từ đầu chiến sĩ vào thì nắm bắt cái tình hình tư tưởng cũng như chất lượng chính trị của từng chiến sĩ, qua đó để phục vụ công tác quản lý nói chung cũng như là nắm bắt cái tâm tư, tình cảm của từng chiến sĩ, đồng thời kịp thời phổ biến các quy định chế độ của đơn vị đối với chiến sĩ. Môi trường quân ngũ được xem là trường học lớn của thanh niên. Do đó, với việc chuẩn bị chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ cho công tác huấn luyện chiến sĩ mới sẽ góp phần khích lệ các tân binh nỗ lực tự học, tự rèn luyện vượt qua khó khăn thử thách, thi đua lập thành tích trong học tập và công tác để trở thành những quân nhân ưu tú trong lực lượng vũ trang Việt Nam. Cuối bản tin sẽ là tình hình thời tiết tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Kính chào tạm biệt và cảm ơn quý vị đã đón xem tin tức 16 giờ.